6. Yes. Hello, Vân Sơn và Việt Thảo thân quan chào đón quý vị đến với lại Chuyện Bên Lề. Yeah. Được phát sóng trên đài truyền hình VSN trong hệ thống của DirecTV và ngay trên channel 2073. Quý vị thắc mắc những câu hỏi của quý vị chuyện bên lề hay trong lề, liên lạc về đài ở số điện thoại 714-531-8884 hoặc là email cho Việt Thảo ở cái email là mcvietthao@yahoo.com. Chúng tôi sẽ trả lời trực tiếp với quý vị những câu hỏi mà quý vị đặt vào đài cũng như cho Vân Sơn và Việt Thảo. Và Chuyện Bên Lề được phát hình vào hàng tuần thứ ba từ 6 giờ đến 7 giờ giờ California và từ 9 giờ đến 10 giờ giờ miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Hôm nay là ngày thứ ba 26 tây tháng 4 của năm 2011. Như vậy thì bữa nay là thứ ba. Hiện giờ mình đang ở đâu? Có nghĩa là cuối tuần này thì Vân Sơn và Việt Thảo sẽ ở tiệp khắc. Yes. Right. Yeah. Ok. 29 tây, show của mình sẽ ở tiệp khắc. Và cái show của mình với chủ đề là xin anh giữ trọn tình quê. Không cần xin anh. À, xin em giữ trọn tình quê được rồi. Giữ trọn tình quê, đúng rồi. Anh em chúng tôi trên đường đến tiệp khắc và chuẩn bị để thu hình lần này. Mong rằng ở Âu Châu, đồng bào Việt Nam không phải riêng tại tiệp khắc, không phải riêng tại Czech Republic mà tại ở tất cả các nơi, các nước của Âu Châu cũng có dịp về để tham dự. Lần này chúng tôi nghĩ rằng là một cái tin vui cho đồng bào Âu Châu. Tại từ trước đến nay mọi người nói rằng Dân Sơn, trung tâm Dân Sơn có những chương trình trực tiếp thu hình. Ở nước Mỹ có, Canada có, ở Nhật Bản có, ở Đài Loan có, Philippines có, ở Á Châu có. Ngay cả Úc Châu cũng mấy lần mà tại sao Âu Châu không làm? Có phải là kỳ thị chúng tôi không? Thật sự thì không phải kỳ thị gì cả, chỉ mong rằng ở nơi nào mà cái giá cả nó đừng đắt đỏ quá là chúng tôi sẽ tới ngay. Tại vì ở Âu Châu từ khi mà chuyển qua tiền euro đó thì cái tiền euro nó mắc quá so với tiền Mỹ. Thậm chí một đồng rưỡi của Mỹ chỉ đổi được một đồng euro mà thôi. Và sinh hoạt phí ở bên euro rất là mắc. Tuy rằng mình làm ở tiệp khắc nhưng mà hiện tại thì cái sinh hoạt phí ở tiệp khắc nó mắc gần ngang bằng với lại Mỹ. Một tô phở ở tiệp khắc cũng đến 5-6 đồng. Nói cái tô phở đó thì Việt Thảo nhớ là khi đến trung tâm thương mại Sapa hay là đi ở trên khắp đất nước tiệp chỗ người Việt Nam nào bán phở đó thì tôi ăn phở tôi có một cái là tôi hơi ngạc nhiên là tại vì mình cứ đòi ăn cái tương đen đen vô thì không thấy có tương đen, có tương đỏ tương ớt không à, không có tương đen. Rồi mình ăn rau húng quế thì ở đó gọi là húng chó. Húng chó thì có húng chó. Mà mình muốn ăn ngò gai thì không có ngò gai. Thì khi mà nhìn một cái tô phở ra nó không giống như tô phở bên Mỹ. Là tại vì nó không có rau nhiều. Hình như người Bắc ăn phở vậy phải không? Cái đó là khi mà anh qua tới tiệm khác đó, anh ăn mới có giá nè, có rau nè, có rau húng quế. Còn khi mà anh ra ngoài Bắc đó, khi mà Vân Sơn có dịp ra ngoài Bắc đó, thì tô phở chỉ có nước lèo, thịt ở trên và một mớ hành là xong, không kể cả không có tương đen, không có tương đỏ. Đúng rồi, nhìn cái tô phở nó trắng tươi à, nó không có, mà mình ăn mình muốn tương đen cái ai cũng cười đó. Cũng như có một điều khi sang tiệm khắc đó thì muốn uống nước đá, tại vì anh em mà làm việc mệt đó, thường thường muốn có một cái ly Coca nước đá thiệt là lạnh thì lại không có uống nước đá. Hỏi tại sao vậy thì ở bên tiệm người Việt Nam nói uống nước đá vào để nó gym cổ đấy. Thì ngay cả thời tiết cũng nóng là nóng như đó mà không uống, người ta uống Coca để lạnh có. Thì tôi mới tìm thì nước đá phần lớn là để thí dụ như cần ướp những cái gì đó đầu tươi hoặc là người ta để những cái cho champagne vào thì có nước đá. Cho nên có một điều đặc biệt là ở tiệm khác không có nước đá. Không phải là ở tiệm khác không đâu mà ở châu Âu hầu như là ít có ai mà dùng nước đá chung với lại thí dụ như là Coca, nước ngọt, ít lắm. Thí dụ ngoại trừ những cái nhà hàng của Mỹ như là McDonald's chẳng hạn thì đó là theo một cái có thể là theo cái truyền thống cái lối của Mỹ thì ở bên đó họ mới có Coca và có để đá vô. Còn nếu như mà anh nhớ khi mình đi ở ngoài đường đó mà gặp những cái xe mà nó bán hot dog, xúc xích đó, thì cũng có bán Coca, nó bán Sprite nhưng mà mình muốn có nước đá họ không có nước đá, chỉ có lạnh chế vô ly rồi bỏ hút vô hút cũng vậy thôi. Có điều anh thấy ngạc nhiên là hai anh em mình tỉnh bơ ngồi để nói chuyện hả, trong khi từ Chủ nhật là anh em đã có mặt tại tiệm khắc rồi, dàn dựng lên hết trơn rồi để chuẩn bị tập vợt và cho cái chương trình vào ngày 29 tháng 4 này tại tại đạp gì Telsa, tại Telsa Arena. Dạ. Rồi bây giờ đó hôm nay mình cũng sẽ trả lời những thư tín của quý vị đã gửi vào
cũng như gọi điện thoại vào 7145318884. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời thật nhiều những câu hỏi của quý vị. Còn một điều nữa nói về Phật Ngọc luôn là ngày hai tây tháng 5 là ngày thứ hai, thì lúc đó buổi sáng thì cái chương trình Phật Ngọc sẽ bắt đầu không phải là khai mạc mà là tượng Phật Ngọc Hòa Bình cho thế giới sẽ được đoàn mô tô hộ tống đưa từ khách sạn thẳng vào trong cái thiền viện Minh Đăng Quang ở thành phố Telford. Thì ở nơi đây chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng tượng Phật Ngọc. Nhưng mà chính thức là vào ngày thứ tư lúc khoảng 4 giờ chiều, lúc đó mới làm lễ khai mạc với Minh Sơn. Dạ, đúng. Và nhắc lại một điều là khi quý vị đậu xe đó thì đừng vào ở trong chùa. Tại vì trong thiền viện là cái parking chưa có, chỉ để đậu để ban tổ chức làm việc thôi. Chúng ta có 3 địa điểm đậu bên ngoài và có xe bus sẽ đưa vào, và trong chốc lát nữa Việt Thảo sẽ thông báo rõ cái địa điểm để quý vị nhớ. Những người ở tiểu bang xa đến muốn có cái hotel ở trong nhiều ngày thì cũng liên lạc với Thiền viện Minh Đăng Quang để chúng ta có hotel giá rẻ. Và nhớ kỹ ngang đến Thiền viện Minh Đăng Quang trong tuần lễ Phật Ngọc đầu tháng 5, từ ngày 2 tây, 3 tây, 4 tây cho tới ngày 8 tây là Chủ nhật, thì đừng đậu xe trong chùa. Chúng ta có mặt kinh bên ngoài và xe bus sẽ đưa rước quý vị. Có điện thoại để liên lạc những người đưa rước cũng như điện thoại của chùa. Trong chốc lát chúng tôi sẽ thông báo. Dạ, yeah. Em nghĩ thì Phật Ngọc có lẽ là tuần sau đó, thứ ba tuần sau thì Vân Sơn Việt Thảo sẽ nói rõ hơn. Đúng rồi. Nữa. Nhưng mà trong tuần lễ này thì thôi chúng ta hãy trả lời thư tín của khán giả. Rồi, câu hỏi đầu tiên. Chú Thảo ơi, cuốn Vân Sơn tiếp theo chú mời hai ca sĩ Đan Trường và Đàm Vĩnh Hưng được không? Con thích được xem hai người này đứng diễn tại trung tâm Nhân Sơn lắm. Hiện tại Đan Trường và Đàm Vĩnh Hưng thì đang ở Việt Nam. Thành ra nếu mà muốn cộng tác với trung tâm Nhân Sơn thì cũng hơi khó. Nếu mà có dịp nào thuận tiện thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ mời. Nói chung thì trung tâm Nhân Sơn open. Đây là nói dùm cho Nhân Sơn chứ trung tâm Nhân Sơn không phải của Việt Thảo, nhưng mà Việt Thảo biết như thế này. Trung tâm Nhân Sơn không phân biệt ca sĩ ở đâu cả. Chỉ có vấn đề là có thuận tiện để trình diễn hay không. Thí dụ như có nhiều anh em ở bên Úc Châu nói là em hát hay lắm, nghe cũng hay thiệt, nhưng mà người ta không qua Mỹ ở được, hay là người ta ở bên Úc Châu luôn, thì cái chuyện đi lại bây giờ đó vừa tốn vé máy bay rồi bài bản đủ thứ hết, cho nên rất là tốn kém. Cho nên đó cũng là một cái hạn chế của trung tâm Nhân Sơn trong tình hình băng hiện nay. Nếu mà được như xưa thì nó dễ, phải không? Dạ. Yeah. Rồi câu hỏi kế tiếp. Anh Thảo thân mến, vợ em mới sanh cho nên em định trước hết vợ em mới sanh thì ai đây? Từ Văn Lê. Chúc mừng em trước, vợ em mới sanh. Cũng không có nói con trai con gái. Em định mua 2 vé tặng cho vợ em và em vợ của em đi xem. Wow. Tức là ông chồng này mua 1 vé tặng cho vợ và tặng cho cô em vợ để đi xem Dân Sơn ở Tiệp Khắc. Wow. Nhưng mà mới sanh thì làm sao đi được? Phải là mới cũng lâu lâu chứ không phải là mới. Em nghĩ vậy. Dạ. Làm cách nào để liên lạc với trung tâm Vân Sơn, hay anh nói anh Vân Sơn có thể gửi em vợ của em gọi em vợ của em qua số phone 503-544-8090 tên là Nini. Có nghĩa là 503 là ở Massachusetts? No. Hả? 503 là ở Portland, Oregon. Ồ, phải không? Yes. Ok. Vân Sơn sẽ cố gắng gọi để liên lạc, hay là Vân Sơn không gọi được thì sẽ cho người gọi nha. Rồi. Cái câu hỏi này kỳ rồi anh trả lời, là tại vì có người ở đây rồi, sẵn trả lời luôn. Vừa rồi thì có chị Mai Hà hay là anh Mai Hà hỏi là nghe hai chú Việt Thảo, nghe chú nói là biết số điện thoại của chủ vườn trái cây ở Florida, chú có thể cho em số được không để gửi mua trái cây tươi về ăn. Thành thật cảm ơn chú để gọi để mua trái cây về ăn, và chúc trung tâm Nhân Sơn gia đình chú dần sự như ý. Em Mai ở Texas. Thì Việt Thảo có trả lời email, sẵn đây đọc luôn để quý vị nào muốn đi Florida hay là muốn gọi Florida để kiếm trái cây thì xin liên lạc về số của chị Chính vựa trái cây tươi ở Miami, Florida. Xin quý vị ghi vào 305-246-8087. Xin nhắc lại là 305-246-8087. Mong là mọi người sẽ thưởng thức được trái cây ngon. Có nhiều người có email cho Việt Thảo nói là khi Việt Thảo đọc số phone đó ghi không kịp. Thì Việt Thảo lại đề nghị ngược như thế này: khi nào quý vị xem chương trình VSN của Vân Sơn và Việt Thảo trong những kiểu bình lề thì nhớ có miếng giấy là cái viết sẵn để khi cần thiết mình ghi liền nhé. Không phải ý nói là anh Thảo đọc lẹ quá ghi không kịp đó. Hai anh Thảo, em định hỏi anh cái địa chỉ để đi đến chỗ tượng Phật Ngọc, do anh Thảo cho em địa chỉ vào số phone anh Thảo nhé. Thì bây giờ cái địa chỉ Phật Ngọc đây mình có luôn đây, để gọi luôn cho quý vị nhớ ghi vào luôn là Thiền viện Minh Đăng Quang nha.
số điện thoại đi, số điện thoại là chắc ăn nhất rồi mình gọi để liên lạc. 503 ủa à 503 số của Sư Minh Đẳng nhưng mà cái số ở Portland Oregon. Đúng rồi. 503 789 7680. Xin nhắc lại 503 789 7680. Câu hỏi kế tiếp. Don't work too hard. Chúc anh luôn dồi dào sức khỏe. Em là Phương. Cảm ơn Phương. Nói là anh em mình đừng có làm việc nhiều quá. Nhưng mà không được Phương ơi. Anh Việt Thảo là ít đó. Anh Sơn là đang chết giấc nè. Là chương trình bây giờ là anh em rầm rầm rồ rộ chuẩn bị nè. Bây giờ làm sao bây giờ cảm vấn đề bay qua bay lại giữa Mỹ với tiệp bay như là con thoi. Nhưng mà phải giải quyết thôi. Câu hỏi là tại sao trái cây tươi không được nhập vô Cali? Hai anh Việt Thảo và Văn Sơn, em rất yêu thích chuyện bên lề của hai anh. Hai anh có thể giải thích thắc mắc của em không? Là tại sao tất cả trái cây tươi không được đem vào tiểu bang California, trong khi hầu hết những tiểu bang khác của nước Mỹ lại cho nhập những trái cây tươi? Cảm ơn anh, hai anh và chúc anh gặt hái nhiều thành công trong những số sắp tới. Giải thích coi Sơn. Có lẽ cái câu hỏi này là hồi tuần rồi đó. Thì anh Thảo nói là ở bên Florida không được nhập trái cây của no. California không được nhập trái cây của Florida vào. Không cho luôn, dứt khoát. Dứt khoát là không cho ở bên Florida nhập trái cây. Thấy không, dùng từ dứt khoát cũng quen hay không? À, ba mươi mấy năm mà nói riết cái thành chữ dứt khoát, nên hồi xưa không biết. Chắc quá. Thì vấn đề trái cây thì Vân Sơn nghĩ nó có những cái vấn đề như vậy. Thứ nhất đó là trái cây nó mang theo những cái vi khuẩn, có những cái con virus, con vi trùng hay là những con sâu bọ nằm ở trong đó. Thì họ muốn là ở tiểu bang nào, ở vùng đất nào thì nằm ở đó. Không có mang những trái cây ở những vùng đất khác sang qua Cali để mà đem những con sâu bọ, đem những vi khuẩn đó đến dùng Cali. Nếu mà bên đó có, bên đó bị thì nó sẽ lây lan. Và vấn đề thứ hai nữa đó là có vấn đề như thế này. Là hội nông gia của Hoa Kỳ họ bảo vệ quyền lợi của họ rất là kỹ. Thí dụ như bên cá mà cá ba sa, cá catfish của Mỹ cũng vậy. Họ muốn là con cá catfish là chỉ được kêu bằng con cá catfish ở Mỹ thôi. Còn ở nước khác nhập vào đó thì được không được kêu bằng con cá catfish. Và họ có những cái hội để bảo vệ cái hội cá cũng như là hội nông gia của Mỹ. Thành ra họ không muốn trái cây của nước khác hoặc là của tiểu bang khác nhập vào trong California để mà làm mất đi cái quyền lợi của những cái hội nông gia của Mỹ. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao lại được nhập vào những tiểu bang khác mà không được vào California? Là tại vì hầu như những cái tiểu bang khác nó ít có trái cây lắm. Thí dụ bây giờ như Minnesota đi, đâu có trồng cái trái cây dùng nhiệt đới như xoài, ổi, cóc, mận gì đâu, phải không nè? Đúng. Ở California vườn trái cây nhiều, cam nè, orange nè, thấy không, apple nè, nhiều lắm, nhiều loại trái cây lắm. Nếu mà lỡ một cái con sâu con bọ mà nó ra được đó, nó tàn phá cả một cái mùa màng. Thì cái chuyện mà cho nhập trái cây vào Cali thỏa mãn cái nhu cầu ăn uống của những người yêu thích ăn loại trái cây nhiệt đới, nó không quan trọng bằng lỡ mà cái mùa màng nó bị tàn phá thì thiệt hại lên hàng tỷ đô la, chứ không phải hàng triệu nữa. Cho nên đây là vấn đề bảo vệ mùa màng nhiều hơn. Nhưng mà mới hồi tuần rồi thì Vân Sơn có được cái tin rất là vui mà nghe mình cũng vui lây, là chôm chôm của Việt Nam và của Malaysia được quyền nhập vô Mỹ. Chôm chôm thôi nha. Chưa biết. Chỉ là chôm chôm thôi. Chôm chôm của Việt Nam và của Malaysia được nhập vào Mỹ. Từ trước đến giờ chúng ta ăn trái cây ở California có rất nhiều. Nhưng mà theo Việt Thảo biết có một lần đó là thí dụ như cái trái trái nhãn. Trái nhãn khi mà đưa vào Cali đó không phải là trái nhãn tươi từ Đài Loan đưa thẳng vô rồi đem đi bán, không phải như vậy. Mà nó qua một cái hệ thống khử trùng rồi làm lạnh, làm nóng, làm gì đó, miễn trái cây nó đừng hư thôi. Mà giữ được cái sản phẩm mà không có bị những cái virus hay là cái... Có nghĩa là tất cả trái cây mà mang vào Mỹ đó, họ phải chạy qua cái máy diệt khuẩn. Nghĩa là chạy qua một dàn máy diệt tất cả những con vi trùng mà nó nằm ở ngoài cái trái đó. Tất cả chết hết. Nhưng mà cái này là nói nhỏ thôi, bật mí thôi. Nhưng mà đừng khai nha, khai nữa không đi được nha. Là những lần Việt Thảo mà qua Florida đó, đi hát ở bên đó đó, lần nào về ở nhà cũng có trái cây ăn hết. Xoài nè. Không, thường lấy mấy trái cây mà bên đây không có, thì dụ xoài bên đây có rồi. Ví dụ như trái vú sữa nè. Trái vú sữa thì phải đúng mùa mới được. Nếu mà không gặp mùa vú sữa cũng phải chịu thua thôi. Rồi trái măng cầu dai. Măng cầu dai ngon lắm. Cóc là quanh năm suốt tháng rồi. Cách ở cóc của Florida mà cóc Thái Lan là trái nhỏ nhỏ là quanh năm suốt tháng, còn cóc Việt Nam loại lớn đó thì nó cũng có mùa. Không phải là mùa nào cũng có hết. Còn Thái Lan nhỏ nhỏ gì là mùa nào cũng có hết.
Thì thường thường á, nếu mà mình chở, tại sao tao nói là không đưa lên những cái chuyến xe truck để chở về Cali, không được. Tại vì custom tiểu bang cảnh sát nó chặn, nó bắt nó bị phạt chết luôn đó. Ồ, nói mà nếu mà truck chở về không được đó, thì nếu mà quý vị nào có đi Las Vegas, đi từ ở Vegas mà đi về lại California, thì đi ngang một cái trạm kiểm soát, thì có nhiều không biết tưởng đó là trạm kiểm soát border, hay là có thể là cái trạm kiểm soát về những người di dân nhập cư lậu, nhưng mà không phải. Cái trạm kiểm soát mà từ ở Las Vegas mà về California đó, đó là trạm kiểm soát trái cây. Yes, có nghĩa là không được mang trái cây ở những tiểu bang khác vào California. Ngay cả bên Úc cũng vậy, mình đâu có ngờ, thấy không? Đúng rồi. Ở bên Úc đó, ở Darwin là trồng trái cây nhiều, ở những nơi khác cũng có. Darwin riêng, bên phía hướng Tây là Perth, rồi phía bên này có Sydney, có Melbourne, có Brisbane. Nhưng mà từ Sydney qua Melbourne thôi, bay một tiếng mấy đồng hồ ha, mà mang trái cây vô không được. Có một lần anh em hát ở Sydney xong, Melbourne xong, Brisbane xong, mới bay về bên Perth. Thì khi vô tới nơi đó thì anh em có mang theo một số trái cây. Kiều Anh, Lê Quỳnh có mang trái cây. Thì Việt Thảo gặp cho Thảo nhắc rồi, nói đừng ngang tiểu bang nào ở tiểu bang đó ngang, mặc dầu nước Úc nhưng mà không được mang vào. Thì anh em ý lắm không biết. Khi tôi dẫn đi vô tới nơi đó, nó có nguyên cái bản bự nhá, không tôi chỉ đây nè, 25.000 phải không? 25.000 đô la. 25.000 đô la tiền Úc. 25.000 đô la tiền Úc nếu mang trái cây và trong tiểu bang của nước Úc đó, tiểu bang này tiểu bang kia. Thì lúc đó mọi người chân hững ra, thì Kiều Quanh mới đem ra ăn cho xong bỏ ra. Khi chúng tôi đi vào bên trong rồi, không thể tưởng tượng đâu, con chó vẫn chạy theo tới ngay chỗ cái vali Kiều Quanh, nó quỳ xuống như thế này nè, là hết hồn rồi. May là mình bỏ ra hết, là tại vì cái mùi trái cây lúc nãy nó còn lại thôi đó, mà con chó nó quỳ ngay trước vali của Kiều Quanh, nó không chịu đi. Thì cảnh sát bắt buộc mở ra, thì mình cũng nói thiệt, hồi nãy tụi tao bỏ hết rồi, cái mùi còn lại mà nó quỳ trước mặt, còn nếu mà trong đó có trái cây là dính rồi, 25.000. Câu hỏi, hello anh Việt Thảo, anh Dũng ở North Carolina có số điện thoại, có mua DVD gốc tại tiệm, cái này có nên đọc tiệm đó không? Cái này hết sức dài dặt nha, tại vì tôi không muốn là những câu hỏi, nhiều khi mình lợi dụng câu hỏi để mình đã phá người ta. Đọc nguyên văn câu hỏi. Anh Dũng ở North Carolina, ảnh có cho số điện thoại luôn. Dạ. Có mua DVD gốc tại tiệm Thanh Vân, nhưng khi về coi thì bị mờ và giật, vậy có thể đổi lại DVD khác tại tiệm không? Và xin hỏi đó có phải là DVD thật không? Vấn đề giật đó là có thể nhiều khi do máy nữa nha. Dạ, cái vấn đề mà DVD mà nó bị giật đó là thứ nhất, nếu như mà cái đĩa gốc đó mà nó bị giật một cái chỗ đó, và nếu như mà bỏ cái đĩa khác thì nó cũng bị giật một cái chỗ đó, là cái đĩa đó là cái master nó bị hư. Và có nhiều khi đó là cái đĩa gốc, nhưng mà nó cái dĩa đó nó bị là factory defect, có nghĩa là hãng đúp đĩa ra, nó bị hư chỉ một cái đĩa đó thôi. Và cái vấn đề thứ ba là nhiều khi cái đầu máy của mình á, nó bị hư, nó bị dơ. Thành ra nếu như mà quý vị mà khi nó bị giật ngay chỗ đó ha, mà quý vị return lại rồi rewind nó lại, rồi chạy tiếp tục mà nó vẫn bị giật chỗ đó nữa, là cái đĩa nó bị hư. Còn nếu như mà cái chỗ đó nó bị giật mà chạy qua lần nữa mà nó không bị giật, là có nghĩa là đầu máy của mình bị dơ. Thì lấy cái đầu máy ra, mình lấy cái đồ mình thổi, mình clean chút xíu, mình bỏ vô lại thì hy vọng là nó hết. Còn vấn đề mà đĩa thật hay đĩa giả đó, thì thành thật là Vân Sơn không trả lời được khi mà không có nhìn thấy được cái đĩa đó ở trước mặt mình. Cảm ơn anh. Chị Kim ở Atlanta, Georgia có cho số điện thoại, muốn mua gạo hiệu Nàng Hương thì phải làm sao? Cái này đó, tôi cũng nhắc lại một lần nữa, cái câu hỏi là muốn mua gạo Nàng Hương thì phải làm sao? Tại vì nếu nói gạo Nàng Hương đó, nó sẽ có sự lẫn lộn. Đây là gạo Nàng Thơm, gạo chợ đủ loại gạo, nhưng phải nhớ là gạo hiệu Nàng Hương chợ Đào, bao bố mà hình con nai, nhớ nha. Phải làm sao? Gạo có bán tại Atlanta không? Nếu không thì có số phone nào gọi để mua được? Thì hiện giờ Dược Thảo mới check lại là ở Atlanta hình như chưa có đại lý. Tốt hơn hết chị vào cái website của gạo hiệu Nàng Hương chợ Đào là www.nanghuongchodao.com để lấy cái số điện thoại nha. Cũng có người email cho Việt Thảo hỏi tại sao lần nào cũng nói vụ gạo hoài. Thực ra tại vì có câu hỏi mình phải trả lời, chứ không trả lời không được nha. Nhớ vào cái website đó đi là rõ ràng nhất khi chị cái này là gọi điện thoại, không biết có email được không. Nếu không thì tìm cách liên lạc thẳng về số điện thoại của tổng đại lý gạo Nàng Hương chợ Đào luôn, là 405-525-7650, 405-525-7650, hoặc email cho Việt Thảo, mcvietthao@yahoo.com. Chúng tôi sẽ forward và sẽ trả lời những câu hỏi đó.
Anh giúp cho hai người này nhé. Tên Kiều, à cái này là của em ở trên thư ký gửi qua. Rồi câu hỏi kế tiếp. Hai chú Việt Thảo nghe chú nói là biết số điện thoại. À cho rồi, cho rồi, cho rồi. Cái vụ vườn trái cây của Stephen Lee, Arizona. When you ate the leech, tức là khi mà anh đang cái con đĩa. Was the leech from the beach, tức là con đĩa đó nó ở biển, or was the leech from the canal, là hay là con đĩa nó ở trong cái tàu, trong cái lạch, ok, ở cái lạch, ở lạch. Trả lời sao vậy? Thực sự thì Việt Thảo cũng không biết con đĩa đó đâu. Chỉ biết là con đĩa đó anh em mua về để móc câu cá thôi. Thì mình con đĩa nó tươi quá đi, cho nên mới bỏ miệng ăn thử thôi. Thì thôi đừng ai bắt chước nha. Thật sự mà nói coi Việt Thảo giống như mấy cái người ảo thuật hay là hát xiệt đó. Rồi con nít ở nhà thấy bắt chước rồi leo trèo nó té gãy chân, gãy tay. Thì thôi thấy Việt Thảo ăn cái gì bà con coi thôi, đừng bắt chước ăn. Không ai bắt chước đâu, người ta con người người ta đâu có ăn kỳ cục vậy. Chỉ có con cá với con đĩa thôi. Nếu mà tôi nói rằng con đĩa nó ăn giòn như là cái gỏi tiếng vua đó. Mình hay word. Khi nào trung tâm Nhân Sơn về San Jose? Vân Sơn đã có về San Jose rồi. Về thứ nhất là làm cuốn, thứ nhất là cuốn số 25. Nhớ chủ đề nắng lạ. Dạ nhớ. Yeah. Và cuốn thứ hai là làm cuốn số 34 là quê hương dùng trời kỷ niệm. Đã hai lần về San Jose rồi. Vân Sơn rất muốn về San Jose. Tại khán giả San Jose hỏi Vân Sơn qua chứ nào Vân Sơn về. Nhưng mà tạm thời rằng trong 1-2 năm nữa thì có lẽ là Vân Sơn chưa có dịp về San Jose. Tại vì còn nhiều nơi để mà đi quá. Cũng như có một em ở bên Úc Châu email qua hỏi tại sao mà Vân Sơn lâu quá rồi không có về quay trực tiếp thu hình ở tại Melbourne nữa. Không phải nữa, ở tại Melbourne. Thì tôi mới trả lời là Úc Châu là đã 3 lần rồi mà Melbourne 3 lần luôn. Nếu có về về ở Sydney chứ không về Melbourne nữa. Với lại mình phải dành ưu tiên cho những nơi mà mình chưa có dịp đi đến. Một câu hỏi nữa, hai anh Việt Thảo và anh Vân Sơn khi nào thì hai anh về diễn ở Louisville, Kentucky? Louisville, Kentucky. Louisville. Yeah. Mà ở đó em qua khi mà em diễn hài em hay gọi tiểu bang là cái thành phố là tiểu bang Lusabu. Có lẽ là khó về đó tại vì Vân Sơn biết ở đó cũng ít người Việt Nam và ở đó thì chỉ về được ở những cái casino mà thôi. Thành ra sẽ nghiên cứu lại, sẽ vậy nghiên cứu đi, lại. Đâu có gì khó đâu. Bây giờ ở Kentucky muốn trung tâm Nhân Sơn về dễ lắm. Thí dụ ở nơi khác đó mình có thể bán được cái số vé mà khán giả đi dự là 3.000 người hay 5.000 người. Thì mình lấy cái tiền vé mình bù qua sớt lại cái chuyện đèn, đuốc, âm thanh, ánh sáng, đồ cho nó đỡ chi phí. Thì vé thường thường bán ví dụ như 70, 60, 100, 150, Super VIP 250 rồi thí dụ vậy. Thì giờ Kentucky muốn về dễ lắm, cứ vé VIP 5.000, vé thường khoảng 1.000 thì đâu có cần phải 3.000, cái chừng 400 người coi cũng được. Ok, trước khi tiếp tục một câu hỏi nữa để chúng ta ngưng để qua cái phần quảng cáo của đài và sau đó sẽ trở lại chương trình Những Chuyện Bên Lề với Vân Sơn về Việt Thảo. Chị Vi ở New Jersey nghe nói là Phật Ngọc về Phila, xin hỏi là ngày nào? Hồi nãy mình đã trả lời rồi nghe chị Vi nha, là đầu tháng 5, từ thứ hai hai tây cho tới tám tây là Chủ nhật, ngay tuần lễ đầu tiên tháng 5, chỉ một tuần lễ duy nhất. Và chương trình Vân Sơn Việt Thảo Chuyện Bên Lề trên Vision TV sẽ trở lại ngay sau phần quảng cáo của đài. Chào đón quý vị trở lại với chương trình Chuyện Bên Lề cùng với Vân Sơn Việt Thảo. Hôm nay là ngày thứ ba, 26 tháng 4 của năm 2011. Quý vị đang xem chương trình Chuyện Bên Lề cùng với Vân Sơn Việt Thảo trong đài TV VSN, ngay trong hệ thống của Direct TV và trong channel 273. Mong là quý vị giới thiệu cho tất cả bạn bè cùng người thân chúng ta cùng mở lên đài Direct TV và chọn VSN TV để xem được Chuyện Bên Lề cùng với Vân Sơn và Việt Thảo. Nếu quý vị nào không kịp xem trong chương trình Chuyện Bên Lề vào thứ ba thì có thể xem lại vào sáng Chủ nhật. Có nhiều tiểu bang nói về anh Thảo ơi, anh nói là Chủ nhật có xem coi hoài không có. Hỏi coi lúc nào đem coi buổi chiều. Chứ là buổi sáng nha, chứ không phải là buổi chiều. Rồi tiếp tục trở lại câu hỏi trong chương trình Những Chuyện Bên Lề với Vân Sơn về Việt Thảo. Chú Nguyễn Văn Hùng ở San Jose có gọi điện thoại về đài hỏi là xin hỏi DVD có Chế Linh hát bài riêng Một Góc Trời với Tuấn Ngọc
hát bài Thành Phố Buồn là trong DVD số mấy. Cái này nhắc lại kỷ niệm nhớ ghê ha. Tức là Tuấn Ngọc là hát loại nhạc khác, Chí Linh hát loại nhạc khác, mà hai bài khác nhau mà phối hợp lại hát chung thành một bài. Yeah. Ngày hôm đó thì anh Tuấn Ngọc xuất hiện trước, và anh Tuấn Ngọc đã hát bài Linh Hồn Tượng Đá. Sau đó thì anh Chí Linh xuất hiện để hát bài Riêng Một Góc Trời. Và ngay sau đó anh Chí Linh và Tuấn Ngọc đã hai người phối hợp với nhau hát một bài được gọi là Mộng Dưới Hoa, và bài kia là Em Là Tất Cả. Và hai bài đó mỗi người hát một câu mà trở thành một bài hát rất là hay. Cái cuốn đó là cuốn DVD số 25. Đúng, DVD số 25 với chủ đề là Nắng Lạ nha. Thôi bây giờ nếu mình không nhớ DVD số mấy thì bây giờ dễ lắm, mua luôn nguyên collection của Dân Sơn đi về cái mình kiếm ra người ta. Anh Dũng ở North Carolina có câu hỏi cũng liên quan với Tiệm Thanh Vân, thì ở đây rất là công bằng và rất là vô tư thôi. Nếu Tiệm Thanh Vân hay là những người quen biết liên lạc với Tiệm Thanh Vân để mình xác nhận, và Trung tâm Dân Sơn cũng vậy, về liên lạc có Tiệm Thanh Vân ở Minnesota, cái này ở North Carolina. Thì mình liên lạc lại coi nha. Dạ. Xin hỏi nếu băng gốc trong Tiệm Thanh Vân mà vẫn coi không rõ là tại sao, có phải họ bán băng giả mà trả tiền là băng gốc không? Cái này không biết nha, phải hỏi kỹ lại. Vân Sơn thì chưa dám quyết đoán là cái băng đó băng thật hay băng giả. Nhưng mà nếu như mà cái băng mà coi không rõ, nó có nhiều vấn đề lắm. Có một vấn đề là như vậy nè. Thường thường đó, cái DVD của mình hoặc là cái máy mà Blu-ray của mình đó, là mình phải bắt buộc cái đường dây hình đó, đường dây HDMI đó phải chạy thẳng vào trong TV. Quý vị đừng bao giờ chạy qua bên cái Amplify. Khi mà chạy qua bên Amplify và từ Amplify mình chạy ngược lên trên TV đó, thì nó sẽ bị mất resolution, mất cái chất lượng rất là nhiều. Thành ra nhớ là cái đường âm thanh đó thì chúng ta hãy đi ngang cái Amplify, còn đường hình đó, cái đường HDMI là phải chạy thẳng lên đầu máy TV nhé. Thành ra có nhiều khán giả đó gọi về Vân Sơn hỏi tại sao mà tôi bỏ vô trong cái máy mình có âm thanh, có Amplify ở ngoài trước phòng khách đó, thì nó lại coi không rõ, mà tôi đem vô máy vô phòng ngủ, tôi bỏ máy phòng ngủ tôi nó rõ. Thì Vân Sơn mới nói là bây giờ anh thử check lại cái đường dây mà HDMI từ ở trong cái máy Blu-ray đó chạy đi đâu, chạy vô trong cái Amplify hay là chạy đi lên ngược lên trên cái TV. Thì anh mới check lại thì anh nói là cái này là chạy vô trong Amplify. Xong nói bây giờ anh thử anh lấy đường dây đó anh chạy lên TV coi. Thì sau khi anh chạy lên TV thì rất là rõ. Ok. Hai bác Việt Thảo, con tên là Thiện hay là Thiên ở Dorchester. Con thích nhất là lúc bác hát với Lê Quỳnh và Kiều Oanh. Bác play as an blind old man, tức là làm công già mù. Bác hát cái bài in English rất là hay. I who have nothing. Phải không? I who have no eyes. Đúng rồi. Đúng không? Có bây giờ quên ha, nhắc lại mới nhớ, tưởng là cái bài kia. Cũng có nhiều người hỏi là nghe cái bài mà lúc Lê Quỳnh hát đó, từ cái bài Gió Đông Sao Bạc Thu Hà. Ừ. Phải không? Ừ. Biên cương lá rơi Thu Hà em ơi, đó gọi dịch tiếng Mỹ là biên cương hey you Thu Hà ơi, biên cương lý đao Thu Hà hey you đó. Thì có nhiều người nói là nghe thấy hình như Mạnh Quỳnh hát, anh Chí Tâm hát, rồi hình như trên video gì đó, mà lần này tại sao cái đó lại đem ra hát? Thì Việt Thảo hôm nay cũng sẵn nói luôn là đầu tiên khi hát bài đó đó là cái bài đó lúc mà đi ở tại phi trường thì Việt Thảo mới viết ra cái bài đó. Lấy cái từ bài Gió Đông Sao Bạch Thu Hà tiếng Việt mới chế ra lời tiếng Mỹ. Thì hôm đó có anh Chí Tâm, có Mạnh Quỳnh luôn. Và Chí Tâm là người đờn hát cái bài bằng tiếng Việt và Việt Thảo bằng tiếng Mỹ. Thì sau đó có nghe nói là anh Chí Tâm ảnh hát ở trong những cái chương trình tiệc cưới hay vui. Thì thực sự là một bài hát khi viết ra thì anh em ai hát cũng được, chuyện nhỏ thôi. Cho nên có nếu mà hỏi bài này ai viết ra thì cái bài Gió Đông Sao Bạch Thu Hà là của Việt Nam, nhưng cái lời tiếng Mỹ là của Việt Thảo viết ra. Vừa rồi trên mẫu tâm có một cái bài của một người viết về vấn đề MC. Thì có trong đó phân tích về những MC như thế nào. Và có một cái câu viết nói rằng: tôi không biết là cái chữ MC, tức là Master Ceremony, đã vào thị trường Việt Nam từ lúc nào hay ai đưa vào. Có một cái câu hỏi mà thật sự thì cái chuyện đó cũng không có ai nói ra, thành ra không biết. Hôm nay bật mí luôn, cái chữ Master of Ceremony đầu tiên là Việt Thảo đưa vào thị trường Việt Nam. Ngon không? Dám hãnh diện đó. Bảo đảm. Tại vì hồi đó không ai dùng, đầu tiên là dùng gì? Giới thiệu chương trình. Thí dụ chương trình được giới thiệu, không có chương trình được giới thiệu mà để giới thiệu chương trình. Thì hồi xưa để thí dụ như là nhạc sĩ Nam Lộc, tài tử là Thoại Tân, nghệ sĩ Nhật Minh, nghệ sĩ Ngọc Phu.
Rồi sau đó thì Việt Thảo thấy là dùng chữ giới thiệu chương trình nó có vẻ nó không có đúng lắm. Tại giới thiệu chương trình chỉ là giới thiệu cái chương trình thôi. Còn cái này mình điều khiển cả một cái chương trình. Cho nên Việt Thảo mới đưa vào cái chữ là điều khiển chương trình. Thì khi mà lên poster hay là lên báo, lúc đó để là điều khiển chương trình bởi Việt Thảo, để rất rõ như vậy. Thì sau đó bắt đầu cái nền văn nghệ Việt Nam ở hải ngoại bắt đầu chuyển hướng sang là thay vì để giới thiệu chương trình thì để là điều khiển chương trình. Điều khiển chương trình bởi La Thoại Tân, điều khiển chương trình bởi Nam Lộc chẳng hạn. Rồi sau đó nữa thì tôi thấy ai cũng điều khiển chương trình hết. Tôi mới nghĩ ra một cái nữa, thì lấy cái chữ MC, tức là Master of Ceremony. Mà lấy cái chữ này ra đó không phải tự nhiên mà lấy. Tại vì Master of Ceremony là một cái ông thầy cúng, một cái người mà thí dụ bên đạo Tin Lành hay Công giáo đi, cái người hướng dẫn ông thầy tế, à ông thầy tế thì đúng hơn, là lo về cái nghi thức nhiều hơn. Một cái người lo về đám cưới nghi thức cũng là Master of Ceremony. Ngay cả tổng thống Hoa Kỳ khi nhậm chức cũng phải có Master of Ceremony, tức là người lo về cái nghi thức lễ lạc. Thì khi mà Việt Thảo làm chương trình đám cưới nhiều đó thì lúc đó mới lấy ra cái chữ Master of Ceremony là MC, là coi như người lo về nghi thức. Từ đó mà cái chữ MC nó có ở trong thị trường Việt Nam. Nhưng mà anh làm bên tiệc cưới thì mới lấy là chữ MC thôi, còn cái này là bên sân khấu mà đâu nó đâu liên quan tới như là nghi thức đâu mà tại à, thì bởi vậy cho nên từ đó đó thì mọi người lại để bắt đầu là MC này MC kia để đủ hết. Cho nên từ đó là cái chữ MC cứ dùng chung luôn. Đúng ra trên sân khấu không cần phải để là MC, tại vì nó thành thói quen thôi. Nhưng nó không đúng hẫn. Nhưng mà sân khấu mình có thể là host by Việt Thảo được. Tức là cái người host, người dẫn dắt, người nói chương trình được. Chứ không phải là Master of Ceremony. Thí dụ buổi tiệc cưới được. Mà nhưng mà bây giờ đó mọi người cứ quen rồi, dùng cứ MC, thành ra cái chương trình nào cũng để là MC hết. Nhưng thực sự nó không đúng, phải là host thì đúng hơn. Chào chú Thảo, thưa chú. À, nói rồi nhớ, sau cái chữ MC là đông quá, bắt đầu giờ Thảo mới dùng ra một chữ mới nữa, là chữ PD. Khi đầu tiên ra cái poster, cái chữ PD tức là Program Director, tức là người đạo diễn về chương trình. Thì khi đưa cái chữ PD ra, nhiều người nói, ê, cái ông này bộ PD. Từ đó bỏ luôn, không có xài cái chữ PD. Chứ đúng là Dược Thảo định create ra một cái chữ mới nữa là chữ PD, tức là Program Director. À, thưa chú, con mới đọc tin tức của chú Bảo Liêm với chú Vân Sơn không còn diễn hài nữa, ca sĩ Andy Watt ra đi. Thưa chú, đó có phải sự thật không? Vậy thì sau này chú Vân Sơn sẽ đóng vai ai? Cảm ơn hai chú. Như vậy thì em này không có theo dõi tin tức nhiều nè, chứ theo dõi thì biết hết, trả lời luôn, chung luôn một lần. Thứ nhất là không theo dõi tin tức nhiều, vấn đề thứ hai đó là không theo dõi Vân Sơn nhiều. Andy Watt và Bảo Liêm đã không còn hợp tác với trung tâm Vân Sơn hơn 2 năm nay rồi. Thành ra hiện tại bây giờ đó thì Vân Sơn đang đi diễn show ở ngoài, là diễn chung với lại anh Bảo Trung, và diễn trên sân khấu hay là diễn trong chương trình mà DVD của Vân Sơn đó, là Vân Sơn có thể diễn với bất cứ một người nào. Rồi hai anh Thảo, anh hay cho em à, hồi nãy có vụ hỏi Andy Watt, thì Andy Watt hiện giờ cũng không có cộng tác. Nói chung như thế này, ở trên Facebook tôi mới trả lời một em ở bên Việt Nam hỏi là tại sao không mời hình như Dương Ngọc Thái và rapper Phong Lê hát cho trung tâm Vân Sơn, tại sao vậy? Tôi không trả lời. Thì em đó mới trách một câu, tại sao hỏi mà không trả lời. Lâu quá tôi mới quên, tôi mới hỏi cái gì xin hỏi lại. Thì em mới hỏi là tại sao không mời Dương Ngọc Thái với lại Phong Lê rap cho trung tâm Vân Sơn. Thì tôi mới trả lời như thế này, cái tại sao đó khó nói lắm. Bây giờ thử hỏi lại đi, thí dụ tại sao em hỏi tại sao trung tâm Thúy Nga không mời, tại sao trung tâm Asia không mời, hay là bây giờ đó đâu phải một mình một tiếng hát Dương Ngọc Thái, biết bao nhiêu người hát nhạc quê hương, tại sao các trung tâm không mời? Nó phải có lý do của nó. Cái số người hát nó nhiều lắm, nó dư thừa. Bây giờ mời hết mời không được. Với lại thí dụ ở Việt Nam đi, mời qua nó bao nhiêu tốn phí chẳng hạn. Cho nên các em thường thường hỏi đó, hỏi muốn tìm hiểu cái tại sao, mà tại sao nó tế nhị lắm. Tôi nói thí dụ bây giờ anh Vân Sơn không bao giờ cho tôi hát, à thì bây giờ khán giả hỏi tại sao trung tâm Vân Sơn không cho chú Việt Thảo hát? Không lẽ anh Vân Sơn lên nói là tại vì chú Việt Thảo hát dở quá, hát phô quá, cái đó là tế nhị mình nói không được. Mà thật sự không, cái đó là chuyện thật thôi. Việt Thảo không có khả năng hát, cho nên hát làm ông già mù, hát giọng cổ chơi hay là hát rap. Đương nhiên có nhiều người lại hỏi nữa, rap nó lấy đâu ra? Thực sự là chế ra viết thôi. Cho nên á, anh Vân Sơn không để cho Việt Thảo hát hay đóng hài đóng kịch là tại vì mình không có khả năng. Ngay cả Việt Thảo đứng vai trò MC, xin lỗi á, làm mưa làm gió được mà. Vân Sơn, bây giờ cho anh diễn không cho diễn tôi nghĩ, thí dụ vậy, nếu mà thật sự Vân Sơn cần Việt Thảo. Nhưng mà mình không thể làm được như vậy. Hoặc là tôi nói, bây giờ vợ Việt Thảo nè, biết hát nè, bây giờ Vân Sơn phải cho vợ Việt Thảo hát, không thôi tôi nghĩ. Không được.
mình không thể áp lực trung tâm Dân Sơn được. Và bây giờ thí dụ bây giờ mọi người đều biết vợ tôi có khả năng hát đi, rồi bây giờ Dân Sơn không cho hát, người ta thắc mắc hỏi tại sao trung tâm không mời vợ chú Thảo hát. Ông nội Dân Sơn cũng không dám trả lời, không lẽ nói tại vì bà hát quá dở, phải không? Đó là vấn đề hết sức tế nhị, cho nên đây là lần trả lời chung. Khi một ca sĩ, một nghệ sĩ không còn cộng tác với trung tâm, có nghĩa là không có cộng tác. Và khi họ trở lại là cộng tác trở lại. Còn hỏi lý do tại sao, đó là vấn đề hết sức tế nhị. Ngay cả vợ chồng ta ly dị cũng vậy nữa. Tại sao ly dị với bà? Mình hỏi tại sao ly dị với ông? Thì ông này ông nói lỗi tại bà, bà thì nói lỗi tại ông, chứ đâu có ai chịu nhận lỗi của mình. Cho nên nó phải có cái gì đó mới không còn cộng tác với nhau. Và đừng bao giờ ép chúng tôi phải nói lý do tại sao cả. Và có nhiều người đó hỏi là tại sao Vân Sơn không mời ca sĩ này, không mời ca sĩ kia? Tại sao chương trình của Vân Sơn lại ít ca sĩ quá vậy? Tại sao chương trình của Vân Sơn là thế này là thế kia? Thì cái đó là cái con đường và cái quay, cái cách dàn dựng chương trình của Vân Sơn là như vậy. Tại vì quý vị biết đó, Vân Sơn là một diễn viên hài, và Vân Sơn muốn chọn cái con đường làm cái chương trình của mình nó khác hẳn đi với những trung tâm khác. Nó không giống một trung tâm nào mà đã từng làm chương trình. Thí dụ như Asia, ví dụ như Thúy Nga. Mỗi một trung tâm có một hướng đi riêng. Thì Vân Sơn chọn hướng đi riêng của Vân Sơn. Thì cái hướng đi riêng của Vân Sơn đó, thứ nhất là mang trung tâm, mang chương trình văn nghệ của mình đi đến những nơi có đông đảo người Việt cư ngụ, để mang cái văn nghệ đến tận nơi, và mang cái hình ảnh của người Việt Nam mình, của thành phố đó đến với người Việt Nam khắp nơi trên thế giới. Đó là cái thứ nhất. Vấn đề thứ hai là Vân Sơn chú trọng mang nụ cười đến cho khán giả. Thành ra trong cái chương trình của Vân Sơn á, lúc nào cũng có ít nhất là 4 vở hài kịch. Mà 4 vở hài kịch đó, quý vị tính đi, mỗi một vở như vậy á, tính trung bình mỗi một vở là từ 20 cho tới 25 phút. 4 vở hài kịch lên tới 100 phút là 1 tiếng. Gần 2 tiếng rồi. Gần 2 tiếng rưỡi. Gần 2 tiếng đồng hồ. Mà chương trình của DVD mình cho phép chỉ được 4 tiếng mà thôi. Lý do tại sao làm có 4 tiếng mà thôi? Tại vì khi mà làm 4 tiếng như thế đó là anh em đã chuẩn bị một tuần lễ. Và cái ngay cái ngày quay, ngay cái ngày mà thứ bảy để mà trình diễn đó, là anh em phải bắt đầu từ 8 giờ sáng nha. Từ 8 giờ sáng bắt đầu anh em vô rạp và out cho lúc 12 giờ đêm. Có nghĩa là ngày hôm đó anh em phải làm lên tới 16 tiếng đồng hồ mới được chương trình 4 tiếng. Còn nếu mà làm dài hơn nữa đó thì anh em phải thức đâu 4-5 giờ sáng để mà chuẩn bị đi vô rạp để mà tiếp tục làm. Thành ra cái chương trình của Vân Sơn là một cái chương trình mang một sắc thái tổng hợp, một cái chương trình nghệ thuật tổng hợp. Nó có ca, có múa, có hài, có kịch câm, có mà hài cũng tất cả những loại môn hài, ví dụ như là song tấu hài hước, rồi kịch hài, rồi tiểu phẩm, rồi những cái hoạt cảnh dân ca hài hước. Tất cả những cái bộ môn đó Vân Sơn muốn bỏ vào chương trình. Và điều đặc biệt là trong chương trình làm sao mà phải mang được thật nhiều nụ cười. Để làm gì? Để mang đến những giây phút giải trí thoải mái cho người Việt Nam khắp nơi. Và đặc biệt là người Việt Nam dù bất cứ ở chân trời góc bể nào cũng xem được chương trình Vân Sơn và cũng hiểu được, cũng cười được cùng với chương trình của Vân Sơn. Đó là cái con đường của Vân Sơn chọn. Có nhiều người cũng hỏi tại sao chương trình Vân Sơn chỉ có một MC à, không có một người nữ, trong khi các chương trình thí dụ như Thúy Nga nè, có Nguyễn Ngọc Ngàn, có Kỳ Duyên nè, sau này thêm Nguyễn Văn Thịnh nè ha, rồi có Trịnh Hội nhảy vô, đại khái là cũng có nhiều người hợp tác rồi. Asia thì 5-7 MC, tại sao trung tâm Vân Sơn có một MC? Bây giờ tôi hỏi ngược lại như thế này: khi mình vào một cái tiệm phở, đi vô cái chỗ chuyên môn bán phở, tại sao không bán mì, tại sao không bán cơm tấm? Đương nhiên có chỗ người ta có phở nhưng mà làm thêm mì cơm tấm để tăng thêm cái số thực đơn, rồi cho mọi người có nhiều món để chọn lựa. Nhưng mà người ta chuyên môn bán phở mà, phải không nào? Rồi vô ngay cái tiệm bán cháo không thôi, chỗ chuyên môn bán cháo khuya, bán đủ loại cháo hết, cả 100 loại cháo vô, tại sao đây không bán phở, bán cháo không? Cho nên nói chung thì đương nhiên trung tâm Vân Sơn cũng muốn lắm, nhưng mà nói thẳng ra không có tiền. Có tiền cũng làm chương trình dài 8 tiếng luôn. Hai anh Thảo, anh hãy cho em xin số phone của chị Đào. À, chị Hồng Đào, email cho anh Việt Thảo nha. Anh Việt Thảo gửi cho mcvietthao@yahoo.com. Cái này viết chữ đậm lên luôn. More information, gọi cho Phong Nguyễn, số điện thoại có đây. Hello anh Việt Thảo, em biết tại chợ trời ở San Jose, vài tiệm bán DVD của các trung tâm mở ngoặc Thúy Nga, Vân Sơn and Asia, $2 for one DVD, đóng ngoặc. Anh Vân Sơn có cách nào cho mấy chỗ này một bài học? Tại vì tôi thấy không có lương tâm của con người Việt Nam. Phong Nguyễn ở số điện thoại cho.
Một DVD, một bộ DVD 2 đô la. Đó, bởi vì làm sao làm thêm được nữa. Thôi thì bỏ đi, không nói chuyện đó nữa. Nói anh chị. Nói đi, muốn nói gì nói. Đây là một cái chuyện dài mà nói hoài thì khán giả nghe ngán dữ lắm. Mà nhiều khi không nói thì nó bức xúc ở trong lòng. Dùng thêm chữ bức xúc, bữa nay dùng thêm chữ bức xúc. Không, thật sự hồi xưa chưa nghe, bây giờ không biết. Bức xúc, đúng rồi, bức xúc. Cái bức xúc từ mình đọc tin rồi mình nghe nói chuyện viết mình quen. Ô, thực ra như thế này, khi mà kỳ mấy tuần trước mà có hỏi vụ chữ mà của Việt Nam hay của quốc gia, của cộng sản gì đó, thì Việt Thảo về có coi từ điển, nằm trong từ điển hết trơn. Tại vì cái từ điển đó là từ điển. Thôi bây giờ lần sau đi, Việt Thảo sẽ mang cuốn từ điển ở đây. Bất cứ chỗ nào lật ra, nó có hay không biết liền. Tại vì cái từ điển là có từ trước năm 1975 lần, chứ không phải là mới sau này. Nghe nói tuần này tượng Phật ngập tới Chicago, vào ngày nào vậy có thể biết để đi thăm. Thank you. Chúc chú luôn vui và gặp nhiều may mắn. Nhớ không? Tôi sẽ biết là cuối tháng 4 đó. Cuối tháng 4, tuần lễ cuối tháng 4 đó. Nhưng mà không biết là chính xác ngày nào. Cái gì trúc, chùa gì trúc, chùa gì trúc, trúc lam, chùa, trúc lâm hả? Trúc lâm hay gì đó. Dạ. Ok rồi, xin lỗi, có đọc cái thơ của thầy mà quên rồi. Dạ. Cuối tháng 4. Chú Dược Thảo ơi, chú Dược Thảo, con nghe nói 2012 tận thế vậy, có không vậy chú? nếu mà chú Dược Thảo mà biết được năm 2012 mà tận thế đó, là chú Dược Thảo đã là tiên tri rồi. Mà chú Dược Thảo là tiên tri là chú Dược Thảo đi chết đi. Hy vọng một hồi sẽ gặp. Có một cái email gửi vô thì Việt Thảo có share về trong VSN mail. Thì hy vọng có gặp. Bây giờ có một em nó khẳng định là năm 2012 là tận thế. Nguyên văn là nói như mà cháu nói như vậy đó. Cháu tên là gì đó. Tôi nghĩ tới lúc đó mà nếu tận thế thì cũng không còn cơ hội để mà cảm ơn em. Cảm ơn cháu. Mà nếu không tận thế thì tôi không biết tôi phải làm gì đây. Làm sao mà khẳng định chắc chắn quá vậy. Hai anh Thảo và anh Sơn, em mới coi qua chuyện bên lề nên vào đây nhờ hai anh dành chút thời giờ chỉ giúp giùm em. Chuyện là gì? Em rất thích giọng ca của cô Sơn Ca. Mở ngoặc đóng ngoặc Hoàng Thi Thơ. Và có 3 CD có giọng ca của cô Sơn Ca mà em rất ao ước muốn có và đã tìm mua từ lâu lắm rồi nhưng vẫn chưa tìm được. Có người nào nhường lại vì cho em vì chỗ em ở không có người Việt Nam, tức là muốn 3 cái CD có tiếng hát Sơn Ca. 3 CD đó là: thứ nhất, Rước Tình Về Với Quê Hương, tiếng hát Sơn Ca và Bùi Thiện, do Phượng Nga phát hành. Số 2 là Tâm Tình Gửi Huế, do Tú Quỳnh phát hành, Tú Quỳnh số 16. Thứ 3, Hát Hội Trăng Rằm, do Thanh Hằng phát hành, Thanh Hằng 24. Nếu anh có cách gì hãy biết, hay biết có ai có CD trên mà không còn thích nữa thì cho em xin mua lại, em rất vui mừng nếu có được CD này. Biết ơn hai anh. Bây giờ vậy lên internet coi có hết à. Thứ nhất đó là bây giờ vậy, mình lên mình internet mình search là CD Sơn Ca Rước Tình Về Với Quê Hương, bấm ra thì mình vô ngay chỗ Google mình search thì mình sẽ search ngay chỗ image, thì vô image thì nó sẽ ra những cái bìa CD. Thì hy vọng rằng khi mà em tìm được đúng cái bìa CD đó, em click vô ngay cái chỗ đó thì em sẽ thấy chỗ nào bán. Có thể có những website còn những CD đó và họ bán cái đó. Thì nếu mà họ bán cái đó đó thì em vào website đó em mua. Đó là cách tìm mua dễ nhất. Còn nếu như mà bây giờ nói mà người nào có CD đó mà để mà gửi lại cho em cái đó thì có lẽ nó cũng khó quá. Không? Thì nên lên website mình search thử coi có hay không. Rồi, cảm ơn anh Văn Sơn. Cái câu hỏi này không có để dấu và viết không có chấm phết cho nên xin phép đọc. Chào anh Thảo, em tên Lan. Em có xem chương trình của anh và anh Sơn, em rất thích và vui hơn. Nay em có chuyện này muốn nhờ anh giúp em, bởi vì chuyện bên lề. Vì em có ba mẹ em, nhưng ba mẹ em đi đâu em không biết. Khi lớn lên chỉ có em và mẹ em, nhưng mẹ em đã bán em cho ba Bích ở Bình Định. Còn em hồi còn nhỏ, em nhớ em còn có hai đứa em, nó tên Vũ và Điền. Còn ba em tên Nguyễn Văn Ngọc, mẹ tên Nguyễn Kim Liên. Bây giờ nhờ anh đọc đúng giùm em nghe, cho họ biết em vẫn còn sống. Xin lỗi em không biết viết gì nhiều cho nên anh đọc
giùm em, cảm ơn anh nhiều. Người con gái đáng thương 42 năm nay không biết mẹ và ba cũng như em ở đâu. À, cái này cũng hơi khó nói. Thôi bây giờ như thế này, nếu ai có cái hoàn cảnh tương tự như vậy, liên lạc về Việt Thảo, MC Việt Thảo @yahoo.com, biết đâu là cái nhịp cầu để gặp gỡ nhau. Đó là điều cũng nên làm. 42 tuổi rồi, xa cha mẹ. Và khi nói 42 tuổi xa cha mẹ em, thì tôi có một cái tin này sẵn đây nhắn luôn trên toàn thế giới luôn, nếu ai biết được. Tôi có cu mang một người con gái. Người con gái này phải nói rõ không phải con của tôi. Là một em bé vào năm 1975, 30 tháng 4, em đứng giấc dưỡng ở trên đường phố Sài Gòn. Đầu tóc không có, ghẻ lở cả người. Khoảng 1-2 tuổi gì đó, hay là 2-3 tuổi, 2-3 tuổi thì mới đứng được. Dạ. Không biết tuổi chính xác bao nhiêu. Và thực sự mà nói, nếu nói rằng em sinh ở Sài Gòn mình cũng không biết, hay là ở từ nơi khác mà chạy giặt về tới Sài Gòn rồi bỏ rơi cũng không biết. Em bây giờ đã lớn rồi, trưởng thành rồi. Em là một người con gái lớn rồi, mà em bây giờ vẫn chưa biết ba mẹ là ai. Nếu tính ra từ 31 năm qua, ý từ 1975 tới nay là bao nhiêu năm? Là đã là 75, nay là 37 năm. 37 năm rồi. 37 năm cộng cho em bé 3 tuổi đi là 40 tuổi. 40 năm. 40 năm mà cho cha mẹ mà đẻ sớm nhất là 16, 17 cho 20 tuổi sanh con đi, thì là bao nhiêu? 60 năm. Dạ. Người cha hay người mẹ đó ít nhất phải là 60 tuổi. Cho nên sẵn đây cái này khó lắm, nhưng mà cứ việc nói, đâu có biết được, có thể tìm lại được con của mình. Những bậc làm cha mẹ nào từ 60 tuổi, từ 60 tuổi trở lên khoảng đó, nếu mà có để rơi hay đánh rơi một đứa con gái ở Sài Gòn vào năm 75, năm 1975, lúc mà tình hình rối ren, liên lạc với Việt Thảo, MC Việt Thảo @yahoo.com. Chúng tôi có phương pháp để nhận lại làm cha mẹ hay với con cái với nhau nha. Nhớ là phải trên 60 hay 50 mấy cũng được, nhưng mà mình cứ thử đi, cứ thử, đâu có biết được. Nhưng mà không thể nào mà 40 mấy 50 nổi đâu, phải từ 50 mấy 60 đó trở lên. À, có thể mất rồi, nhưng mà đâu có biết. Nhiều khi bây giờ nếu mà mình 60 70 mà có một đứa con lưu lạc được, liên lạc với Việt Thảo nha, đâu có biết được tới giờ phút này mình có thể tìm lại được con gái của mình. Em mong em muốn hỏi chừng nào Vân Sơn mới ra. Chào hai anh. Cuốn Vân Sơn mới đó thì hy vọng là sau khi thực hiện cuốn DVD ở Tiệp Khắc, nó sẽ là chủ đề là giữ trọn tình quê, và đó là cái cuốn số 46. Thì hy vọng là cuốn 46 sẽ chào đón quý vị vào cái dịp lễ July 4 của năm 2011. Một câu hỏi nữa, ủa sao cháu lên Google tìm mãi mà không thấy vợ của chú Thảo và chú Sơn vậy? Giờ hai chú không có tích lên web hả? Ủa sao kỳ vậy? Vợ tôi ở trong nhà chứ tại sao vợ tôi đâu trên Google trời. Thực ra thì cái này là hỏi, muốn hỏi là biết hình đã biết mặt. Thì muốn biết mặt của vợ Việt Thảo, vợ Vân Sơn, dễ thôi, không khó. Ngay trong Facebook của Việt Thảo cũng có, ngay trong DVD Vân Sơn cũng có. À, có hình con, hình vợ đủ hết, nhưng mà để ý sẽ thấy nha. Bí mật tìm được thì mới vui. Thôi, đến đây Vân Sơn và Việt Thảo xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình thứ 3 tuần tới, cũng từ 6 giờ chiều cho đến 7 giờ chiều giờ California, cũng như đó là 9 giờ đến 10 giờ đêm giờ Đông Bắc Hoa Kỳ. Và chương trình Chuyện Bên Lề với Vân Sơn Việt Thảo mỗi thứ 3 hàng tuần sẽ được chiếu lại vào Chủ nhật buổi sáng. Quý vị nhớ theo dõi trên VSN TV 2073. Còn gì nữa Vân Sơn, một lời chào với khán giả. Hẹn gặp lại quý vị sau tuần lễ mà Vân Sơn đi tiếp khắc về. Dạ, yeah. Và lúc đó mình chuẩn bị cho chương trình Phật Ngọc. Dạ, yeah. Trong tuần lễ Phật Ngọc mình sẽ nói kỹ hơn nữa về vấn đề Phật Ngọc. Nhớ nha, sẽ nói kỹ về vấn đề đậu xe như thế nào trong chương trình kỳ tới thứ 3. Quý vị này hết giờ rồi, xin lỗi. Bye bye.